Vâng, và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Án Phát Computer. Và như đã hứa trong video ngắn trước thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một bộ PC được coi như là MVP ở trong phân khúc mức giá, đó chính là 12 triệu đồng. Và đây sẽ là một trong những sự kết hợp tiếp theo giữa Án Phát Computer cũng như là Asus để xây dựng nên một bộ cây máy tính, và nó có tên đó chính là PCP Asus Apex Legends Ultra. Và với 12 triệu đồng để sở hữu bộ PC này thì liệu rằng cái hiệu năng của nó có thể đáp ứng hầu hết tất cả những anh em gamer không có cái điều kiện kinh tế dư giả quá hay là không, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm về cái mặt hiệu năng cũng như khám phá bộ PCP Asus Apex Legends Ultra ngay trong video ngay sau đây nhé. Về phần cấu hình thì thay vì việc sử dụng vi xử lý đến từ AMD như trên bộ PC ngày trước thì vi xử lý bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là chiếc i3-8100. Và để nói về i3-8100 thì mình nghĩ mình sẽ không phải nói quá nhiều nữa, bởi vì cái độ hot cũng như độ phổ biến của nó phải nói là cực kỳ là lớn rồi. Chúng ta sẽ có đó chính là 4 nhân 4 luồng và xung nhịp mặc định của nó là 3.6GHz. Nó hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cho anh em cái nhu cầu chơi game với mức thiết lập từ cơ bản cho tới tầm trung một cách rất là ngon lành. Tiếp đến là về phần mainboard thì bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là chiếc mainboard B360G Gaming. Đây có thể coi như là một trong những cái phiên bản cắt giảm của con B360F Gaming. Tuy nhiên thì về cái mặt sự nâng cấp của nó hoàn toàn không thua thiệt so với người đàn anh, khi mà anh em có thể dễ dàng nâng cấp sau này như là RAM, SSD một cách rất là thoải mái. Và về cái mặt thiết kế của con B360G Gaming này nó cũng thực sự là đẹp, nó làm mình khá là ấn tượng ở trong cái tầm giá này. Còn về phần RAM thì vẫn sẽ là một trong những thanh RAM cực kỳ quen thuộc của chúng ta, đó chính là RAM Corsair LV8 với dung lượng là 8GB và bớt là 2666MHz. Với 8GB RAM thì mình nghĩ cái cấu hình này nó hoàn toàn có thể dư sức cho anh em chơi hầu hết tất cả những tựa game mà không xảy ra cái toàn RAM. Tuy nhiên nếu như sau này anh em nâng cấp về cái mặt linh kiện cũng như về mặt phần cứng của bộ PC này thì mình nghĩ các bạn nên nâng thêm một thanh 8GB nữa để nó có thể làm được những tác vụ như là đồ họa hay là stream, và đặc biệt đó chính là chơi những tựa game nặng mà không xảy ra cái hiện tượng đó chính là toàn RAM. Còn về VGA thì bọn mình đang sử dụng đây đó chính là chiếc Radeon RX 580 đến từ Asus với phiên bản Duo. Thì mình đã có một cái video so sánh chi tiết nó với con GTX 1650 rồi. Và ngoài ra thì cái hiệu năng chơi game của những chiếc cả đồ họa đến từ AMD thì chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều, khi là nó là một trong những sự lựa chọn không thể nào hợp lý hơn ở trong cái tầm giá mà các bạn có thể tìm được. Với ổ cứng lưu trữ thì bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là một chiếc SSD đến từ thương hiệu Avacer với dung lượng là 120GB. Và như mình đã nói ở rất nhiều video trước đó chính là với 120GB thì nó sẽ không thể nào đáp ứng tốt cho anh em cái nhu cầu lưu trữ hàng ngày được, và mình khuyên các bạn nên nâng cấp thêm một chiếc HDD để có thể lưu trữ tài liệu công việc cá nhân của bạn một cách thoải mái được. Bởi vì 120GB nó sẽ chỉ dùng để đó chính là cài Win hay cài một số những cái ứng dụng mà các bạn thường xuyên sử dụng, và nên nâng cấp thêm một chiếc HDD nữa để có thể phục vụ tối đa cái nhu cầu mà anh em thường xuyên sử dụng hàng ngày. Đi đến với bộ nguồn, nơi cung cấp toàn bộ sự sống cho toàn bộ những linh kiện mà mình vừa kể trên, thì bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là một bộ nguồn đến từ Sigmatech với công suất đó chính là 550W. Và với 550W thì mình nghĩ với Radeon RX 580 cũng như là chiếc CPU Intel Core i3 thì nó hoàn toàn có thể dư sức đáp ứng tốt cho anh em sử dụng nó một cách rất là thoải mái. Và cuối cùng đó chính là về phần vỏ cây, thì bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là vỏ cây AZA. Và các bạn có thể thấy đó chính là về cái kích thước của chiếc cây này thì nó cũng khá là lớn, và nó hoàn toàn có thể sử dụng được với những cái main như là main MATX hay là main ATX cũng khá là dễ dàng. Và đặc biệt các bạn có thể thấy ở đây đó chính là nó sẽ có thêm một cái logo AZA cũng như là hai cái fan quạt RGB đằng trước, nó có thể đồng bộ được ở trên main, giúp cho chúng ta có một cái hiệu ứng ánh sáng cũng như là có thể đồng bộ được với những cái fan quạt, trở nên lộng lẫy và đẹp mắt hơn cho bộ cây của chúng ta. Và ngoài ra thì nó còn có thêm một cái mặt được làm bằng kính rất là dày và trong, giúp cho anh em có thể sâu hàng ở trong ban đêm cũng khá là đẹp ở trên bộ PC này. Và đó là toàn bộ những gì về mặt linh kiện ở trên bộ PCB Asus Apex Legends Ultra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần hiệu năng để xem với 12 triệu đồng thì nó sẽ thể hiện được cái hiệu năng trong quá trình khi mà anh em chơi game và làm việc như thế nào nhé. Đầu tiên với CSGO và Dota 2 thì số FPS của mình luôn đạt được trên khoảng 120 FPS, và mặc dù tất cả thiết lập của mình đã để ở max setting rồi, ngay kể cả những khi mà mình combat hay là những cái pha giao tranh nảy lửa thì cái số FPS của nó cũng không bị drop quá nhiều, và cho thấy thì nó cũng không thể nào làm khó được bộ PCP Asus Apex Legends Ultra của chúng ta. Với PUBG thì tất cả thiết lập đã để max setting thì số FPS của nó luôn đạt được trong khoảng từ 70 cho tới 80 FPS. Tuy nhiên cái hiện tượng drop đã xảy ra một chút khi mà chúng ta nhảy dù, nó chỉ rơi khoảng đó chính là từ 30 cho tới 40 FPS mà thôi. Tuy nhiên khi mà tiếp đất rồi thì số FPS nó luôn trở lại bình thường, dao động trong khoảng từ 65 cho tới 75 FPS. We'll be right back.
với Shadow of Tomb Raider, một tựa game sinh ra để thưởng thức đồ họa, thì với bộ PCIP Asus Apex Legends thì nó vẫn luôn đạt cái FPS trong khoảng đối chính là từ 60 FPS đổ lên, và với mức thiết lập của mình đang để ở đây đối chính là Ultra Setting. Đúng như cái tên gọi là PCIP Asus Apex Legends Ultra, nó sinh ra là để chơi Apex Legends. Và trong quá trình khi mà mình chơi thì cái tựa game này nó luôn đạt trong khoảng đó chính là từ 80 cho tới 90 FPS. Và khi mà giao tranh thì FPS nó sẽ bị drop đi đôi chút, nó rơi vào khoảng đó chính là từ 65 cho tới 75 FPS. Và để kết thúc bài test ngày hôm nay sẽ là tựa game Assassin's Creed. Và với một tựa game nặng đến như vậy thì với mức thiết lập hai setting thì số FPS của nó chỉ đạt được rơi vào khoảng đấy chính là từ 55 cho tới 60 FPS. Và những khi mà giao tranh thì số FPS của nó sẽ bị drop đi chỉ còn 35 cho tới 40 FPS mà thôi. Và để tổng kết lại video ngày hôm nay thì như các bạn có thể thấy, với 12 triệu đồng chúng ta sở hữu bộ PCIP Asus Apex Legends Ultra này, nó hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cho anh em chơi được hầu hết tất cả những tựa game đang khá phổ biến ở thời điểm hiện tại như là PUBG, CS:GO rồi Dota 2 một cách rất là thoải mái, với mức thiết lập đối chính là max setting ở trên độ phân giải Full HD. Và ngoài ra thì nó vẫn đáp ứng đủ cho anh em những cái tiêu chí đối chính là ngon, bổ, rẻ, và ngoài ra nó còn phải đẹp nữa, thì Asus Apex Legends Ultra mình nghĩ nó sẽ là một trong những sự lựa chọn vô cùng hợp lý dành tới cho anh em nếu như đang có ý định build PC ở trong phân khúc mức giá đó chính là 12 triệu đồng. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video này cảm thấy video hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một subscribe để ủng hộ bọn mình trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.